Chào mừng các bạn khán thính giả đã đến với chương trình Radio 23 Độ Nghiêng. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube của TPV Podcast. Mình là Khánh Hòa. Mình là Nguyễn Sơn, sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta sẽ bị xao động, bị cuốn theo những vòng xoay mà chính bản thân ta cũng không thể lường trước được. Đến với Radio 23 Độ Nghiêng, chúng tôi sẽ giúp các bạn được trải lòng và lắng nghe những vòng quay trong trình của cuộc sống, được cùng ngồi nhìn lại bản thân để vững vàng hơn trên hành trình đi tìm lẽ sống của đời mình. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho chúng tớ, thì hãy gửi thư đến fanpage của TPV Entertainment nhé. Thời đi học chúng ta thường được hỏi ước mơ của con là gì, rồi tùy môn mà có khi vẽ ra, có khi thì đứng dậy phát biểu trước cả lớp. Vậy thì Hòa có những kỷ niệm nào khi đi học mà được cô giáo hỏi về ước mơ không? Mình thì có một lần ở trong lớp, cô giáo yêu cầu mỗi học sinh chia sẻ ước mơ của mình. Lúc đấy nhìn quanh, mình thấy bạn bè hay mơ mộng về việc trở thành phi hành gia, siêu anh hùng, chú bộ đội hay thậm chí là cầu thủ nổi tiếng. Còn mình thì ước mơ được làm MC truyền hình á. Sơn thì sao? Hồi đi học thì mình ước mơ làm cầu thủ bóng đá. Kiểu thời nhỏ nhìn cầu thủ đá bóng xong nổi tiếng, thích ơi là thích á. Mà Hòa biết tại sao Sơn lại hỏi về ước mơ không? Mình không, sao thế? Chả là tuần trước có một bạn thính giả, sau khi lắng nghe radio số 32 Thực lực rực sáng ước mơ, bạn ấy đã nhắn tin trải lòng về hành trình chinh phục ước mơ của mình và muốn nhờ Radio 23 Độ Nghiêng chia sẻ những trải lòng này để cho các bạn khán thính giả cùng nghe á. Được rồi, mình và các bạn khán thính giả đã sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ này rồi đây. Trên hành trình chinh phục ước mơ của mỗi người sẽ khó tránh khỏi những vấp ngã, trải qua nhiều đau thương và sẽ có lúc bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng đừng nản chí, hãy tin rằng chỉ có những người đau thương thì mới trở nên vững vàng. Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc đời con người được mấy lần 10 năm, tại sao chúng ta lại không tận dụng khoảng thời gian ấy để sống một cuộc đời viên mãn? Chắc hẳn sẽ có không ít người sẽ than vãn về những rắc rối bất hạnh mà họ gặp phải trong cuộc sống. Thay vì ngồi hối hận về những lỗi lầm trong quá khứ, tại sao ta lại không nỗ lực vươn lên? Cố gắng từng phút từng giây vì ước mơ, vì hoài bão hay mục tiêu mà mình đề ra, hay chỉ đơn giản là sau 10 năm nữa, ta sẽ có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn, chứ không phải như bây giờ, chuồn bước vào những suy nghĩ tiêu cực hay lo sợ mà khiến cho bản thân bị lạc lối. Nếu bạn từng đi thuyền trên biển thì sẽ hiểu bất kỳ lúc nào trên biển cũng sẽ có sóng. Cuộc đời của chúng ta cũng chẳng phải giống như vậy sao? Cuộc đời bình yên như con thuyền xuôi gió chỉ có trong tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Vấp ngã thất bại đều là chuyện thường tình trong cuộc sống. Chỉ khi vì đôi lần thất bại mà từ bỏ đam mê, ước mơ của mình thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ hay sao? Thành công hay ước mơ là mục tiêu tiến tới, là vạch đích để mỗi người cố gắng vươn lên để chạm đến. Trước khi muốn thành công đến với mình, chúng ta phải học cách đối mặt với thất bại. Đừng bao giờ tự nghĩ rằng bản thân xuất chúng hơn người thì sẽ không trải qua những thất bại. Thất bại là điều mà ai trong số chúng ta cũng không thể tránh khỏi, nhưng có người lại có thể biến thất bại thành thành công, nhưng cũng có người lại gục ngã trước nó. Đơn giản vì họ dám đối mặt với sự sợ hãi, họ có cho mình một ý chí nghị lực trước mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Và đó cũng chính là chiếc chìa khóa để mở chiếc gương kho báu mang tên thành công. Có thể sẽ thất bại, nhưng tuyệt đối không được nản lòng. Đời người không phải lúc nào cũng sẽ bằng phẳng. Giá trị của cuộc sống lại luôn ẩn chứa trong thất bại. Nếu chúng ta đối mặt với thất bại bằng thái độ lạc quan, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua được. Từ thuở xa xưa cho đến tận ngày nay, đã có bao nhiêu vĩ nhân mà cuộc đời của họ không trải qua thất bại. Thậm chí có rất nhiều người trong số đó từng miệt mài cố gắng hết sức, cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng họ không hề nản chí mà vẫn nỗ lực hết mình, không hề oán than. Họ là những dũng sĩ không hề sợ hãi trước kẻ địch mang tên thất bại. Có ai thành công mà không có ước mơ? Ước mơ không chỉ giúp cuộc sống của chúng ta thú vị hơn, mà nó còn làm có ý nghĩa hơn vì ta biết sống để thực hiện ước mơ của ta. Mỗi người trong chúng ta đều có một ước mơ cho riêng mình. Có thể là những ước mơ nhỏ nhoi của cô bé bán diêm trong truyện cổ Andersen là một mái nhà ấm áp trong đêm đông giá rét, hay những ước mơ lớn lao của Picasso mang lại cho thế giới một nền tinh hoa của hội họa. Nhưng chỉ ước mơ thôi thì chưa đủ. Để biến ước mơ thành hiện thực thì bạn phải đi kèm với hành động thực tế. Ngày mà bạn thôi mộng mơ là cuộc sống của bạn trở nên vô sắc và không có ý nghĩa. Những người biết nỗ lực vì ước mơ là những người đang sống một cuộc sống của thiên thần. Nếu như ước mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn sẽ không phải hối tiếc vì nó. Với bản thân tôi, một cô gái chẳng có gì nổi bật về ngoại hình lẫn tài năng. Tôi chỉ có cho mình một niềm đam mê mãnh liệt với văn chương, yêu thích những con chữ nhẹ nhàng trên những trang sách và một ước mơ gửi gắm những nỗi niềm, những cảm xúc lên từng dòng chữ trang văn ấy. Dẫu sau này thời gian trôi qua có bao biến cố, thăng trầm, tôi vẫn sẽ luôn theo đuổi những ước mơ của mình.
Dù có khó khăn hay trắc trở gì đó đến với tôi vẫn sẽ nở nụ cười, kiên cường và tiếp tục tiến tới mục tiêu của mình, để sau này khi nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, nhiệt huyết của thời thanh xuân tươi đẹp, tôi vẫn sẽ cảm thấy mình quá khứ luôn cố gắng vì ước mơ, vì khát khao của mình. Sẽ có đôi lúc trên con đường chinh phục ước mơ của bản thân, bạn có những người đồng hành sát cánh, ủng hộ hết mình, động viên khi bạn yếu đuối, gục ngã trước khó khăn. Nhưng cuộc sống lúc nào cũng có mặt trái và mặt phải. Chắc chắn rằng luôn luôn có những người khi thấy bạn thất bại sẽ liền chế giễu, cho rằng ước mơ của bạn là phi thực tế hoặc không có khả năng thực hiện. Và mình biết sẽ có đôi khi chúng ta buồn vì những lời không hay đó. Nhưng mỗi người đều có lối đi riêng và mục tiêu khác nhau. Họ không phải là bạn. Họ không biết những gì bạn muốn và cũng không hiểu những gì bạn đang làm. Hà có gì phải buồn rầu vì những lời lẽ đó mà đánh mất sự kiên trì trước hoài bão của mình. Và bạn ơi, hãy nhớ rằng cuộc sống của bạn thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng, biết ghi nhận và biết tin tưởng vào bản thân mình. Nếu có đôi khi bạn chùn bước hay yếu lòng trước những khó khăn, bạn hãy nhớ vẫn còn rất nhiều người giống bạn, vẫn luôn nhiệt huyết theo đuổi đam mê của mình. Vì thế bạn không hề cô đơn, hãy tự tin và cố gắng lên nhé. Thành công và ước mơ chỉ đến với những người nỗ lực hết mình. Bạn có thể khóc, có thể mệt mỏi, nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc mà hãy tiếp tục cố gắng. Sau cùng, tôi xin gửi tặng bạn một trích dẫn mà tôi tâm đắc nhất. Khi muốn bỏ cuộc, tôi sẽ lôi nó ra và đọc rất nhiều lần. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió trong chóng sẽ quay, và đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Thực sự cảm ơn bạn thính giả này với những tâm sự mang tới nhiều động lực trong cuộc sống. Cảm nhận của Sơn sau khi được đọc và nghe tâm thư này như thế nào? Mình thấy được truyền rất nhiều động lực và những điều tích cực, và mình nghĩ không chỉ mình mà tất cả các bạn thính giả đang nghe Radio 23 Độ Nghiêng đều cảm thấy như vậy. Mình cũng thích câu mà bạn thính giả này tâm đắc: đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió trong chóng sẽ quay, và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Và Radio 23 Độ Nghiêng xin chân thành cảm ơn các bạn khán thính giả đã cùng chúng mình thư giãn, lắng nghe những chia sẻ tuy bình dị nhưng mang tới nhiều động lực và sự tích cực trong số radio ngày hôm nay. Nếu bạn đang có những tâm sự trong lòng, đừng ngần ngại kể câu chuyện của mình cùng Radio 23 Độ Nghiêng nhé. Đừng một mình, hãy mở lòng, vì đằng sau các bạn còn có chúng tới nữa đó. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.